và ở gam tách ngược của gam đô trưởng thì chúng ta sẽ chơi hai tay hai quãng tám. Chúng ta sẽ cùng đặt số ngón tay 1 lên phím đô trung tâm. Ngón tay ở cả hai chiều này giống nhau. 1 2 3 này, 1 2 3 4. 1 2 3 và 1 2 3 4 5. Bây giờ cô sẽ lắp lại với nhau như sau. Và chúng ta cần đo về máy đo nhịp cho đều ở tốc độ 66 nhé.